Kính thưa quý vị, là chúng tôi đang có mặt tại ấp Hào Hiếu 1, xã Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Và chúng tôi hôm nay sẽ mời quý vị và các bạn đến thăm nhà cầu thủ Trương Thị Kiều để cùng nghe những cái câu chuyện cực kỳ cảm động về một trong số những cầu thủ đáng xem nhất của bóng đá nữ Việt Nam đương đại. Chào anh ạ. Xin giới thiệu các bạn, đây là anh Út, là bố của Trương Thị Kiều. Mà ngày hôm nay anh sẽ kể chúng ta nghe rất nhiều những câu chuyện về một người con gái rất đáng tự hào của tỉnh nhà cũng như là của Việt Nam ta. Bây giờ chúng ta hãy cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện về Trương Thị Kiều bằng chính những cái huy chương, những cái bằng khen ở đây. Hơn bất cứ một cái gì thì đây sẽ là điều mà có thể kể chúng ta rất nhiều. Anh Út có thể giới thiệu cho mọi người, bởi vì là trước khi đến với bóng đá thì Kiều có đi tập môn bơi đúng không ạ? Hồi lúc mà nó còn nhỏ, đang đi học lớp 3, lớp 4 á, thì nó bơi lội bên tỉnh Kiên Giang. Tới năm 11 tuổi, 12 tuổi á, thì mới đá banh, có người bạn Kiều á, rồi dẫn đi lên thành phố đá banh. Trước khi gia đình của em thì kiểu là giống như khó khăn á, thì lúc mà khó khăn thì em có từng đi bơi, em có chơi bơi tỉnh. Xong rồi một thời gian có chị trên Sài Gòn về, chị cũng ở Kiên Giang nhưng mà chị lên tập trước em, thì về đấy chơi thì thấy em kiểu là gia đình cũng khó khăn á, thì kêu em thôi đi lên chơi bóng đá đi, nếu mà được thì ở lại, còn không thì về. Và thưa quý vị các bạn, là có rất nhiều các cầu thủ của Việt Nam của chúng ta không phải bắt đầu bằng sự nghiệp bóng đá mà họ bắt đầu tập bằng những môn thể thao khác. Ví dụ như là Nguyễn Phong Hồng Duy đã từng thi điền kinh, một số người thì thi đá cầu rồi cầu mây, nhưng mà cuối cùng trở thành vận động viên. Nhưng Trương Thị Kiều lại cực kỳ khác biệt, là bây giờ bạn ấy vẫn còn giữ được những cái tấm huy chương từ cái thời bơi lội đúng không ạ? Anh Út có thể chỉ cho mọi người chính xác đâu là cái tấm huy chương đó. Đây. Hai tấm huy chương. Đây, nhìn trông rất là học đường đúng không ạ? Đây, hai tấm huy chương. Đây là hai tấm huy chương đầu đời của Trương Thị Kiều. Một cái thì nó đã mất logo mất rồi. Lâu quá. Và còn một cái này tuổi đời của nó bây giờ cũng phải tầm 12, 13 năm rồi nhỉ? Đấy. Cái này là cũng lúc mà mới có 4 năm tuổi á. Vâng. 4 năm tuổi lớn đi bơi lội tỉnh á. Wow. 4 năm tuổi mà đã. Wow. Giỏi. Thế tức là bây giờ là cái huy chương này nó có 20 năm tuổi đời rồi các bạn ạ. Lúc đó biết sao không? Lúc đó là gia đình có nuôi mấy trăm vịt. Rồi lúc đó là nghèo khổ, không có xuồng, không có vỏ gì hết. Bây giờ nếu mà lùa Kiều nó nhảy xuống sông, nó lùa ba vịt lên. Giỏi quá. Tức là cái kỹ năng của môn bơi là được tập luyện nhờ cái quá trình đi lùa vịt đúng không ạ? Rất hay. Bây giờ lúc mà còn nhỏ nhưng mà nó ốm, nó hơi cao thôi, nhưng mà đen xì á, nó ở ngoài trời không à, dưới nước không à, bây giờ mới đen rồi nó ốm nhưng mà nó hơi cao. Thì ba mẹ em thì đi làm mướn thì mướn cho người ta, thì bỏ em với lại có anh hai thôi. Thì lúc đó giống như mình cái gì mình cũng phải tự làm cả, nấu đồ ăn nè, giặt đồ thế này thế kia. Trong khi đó lúc đó mình còn nhỏ, nhưng mà thật ra mình cũng biết là gia đình khó khăn thế này thế kia, mình cũng phải biết là phụ gia đình cái gì đó. Thường là ba mẹ em đi thường là chắc tầm hết một mùa, giống như mùa lúa, thì hết mùa lúa đó thì chắc cũng tầm 1 đến 2 tháng thì về xong lại đi nữa. Thì lúc mà cô khó khăn, Kiều nó còn nhỏ với ba đứa con, rồi một đứa thứ ba thì gửi bên ngoại, bây giờ khó khăn quá không nuôi được, không có mà nghề nghiệp hay là cái gì, bởi ở đây là ít có nghề nghiệp, vì chỉ có đi làm mướn thôi. Làm mướn như là lúc đó là đi đào đất là đi khoảng 2 tháng mới về nhà một lần, rồi đi khoảng cỡ 5-10 năm đào đất, sau đó mới đi cắt lúa.
cắt lúa rồi tôi mới xuất thân là đi tàu ghe 10 năm nữa. Đó, cực khổ lắm lúc đó. Mà mình làm vất vả như thế nhưng mà điều kiện kinh tế vẫn rất là khó khăn đúng không? Khó lắm. Để... Anh có thể kể lại cái căn nhà của anh hồi xưa lúc mà Kiều sống? Lúc đó căn nhà thì dột nát là có một căn thôi. Nhưng mà cái cửa thì không có luôn, nhưng mà nhà lá. Nhưng mà cái vách á thì nó dạng như mà nó rụng một phần kìa. Bây giờ nó mình ít ở nhà nữa, cứ làm đi làm hoài đó rồi tới về rồi nhầm khi người ta đi ngang người ta sợ nữa, sợ nó bỏ nhà lâu quá người ta nói nhà ma không à. Lúc đó là gạo cũng có luôn, nhờ được là ông ngoại giúp đỡ một phần, không dám mà nấu nhiều nữa, nấu cỡ một lon gạo thôi một buổi rồi cũng gần hết thì phải nấu cháo nữa. Kiều nói trời ơi cha, cháo ăn không được thì cứ nấu cháo cho ăn hoài. Rất là vất vả lắm. Ngôi nhà đó là lúc đó là ngôi nhà lá, nhưng mà lá thời từ ông nội của em rồi. Kiểu là nắng thì không sao, nhưng mà mưa thì lại dột tất cả chỗ luôn. Cha mẹ không ngủ, mà để cho em ngủ. Lấy mấy cái thao mà hồi đó có mùng á, lấy cái thao để lên. Là để chỗ em thôi, còn nhiều chỗ là ướt nhẹp hết. Nhiều khi cũng thương ba mẹ. Cái vật đáng giá nhất trong ngôi nhà của em vào thời điểm này đó là gì? Em nghĩ là chắc không có gì đó. Tại vì không có cái gì hết trơn luôn á. Chỉ có mấy cái thao, với lại chén đủ ăn, với lại để nấu cơm, không có gì. Mẹ chỉ mua nước mắm, với lại để gạo, bột ngọt, đường rồi thôi. Anh hai đi tìm cá được thì có cá ăn, còn nếu mà không có cá thì ăn khô quẹt. Khô quẹt là chỉ có nước mắm là mình quẹt cho nó kẹo kẹo lại thôi. Nước mắm mới được, thành khô quẹt. Còn rau dưa thì nhưng một trong những cái quyết định thay đổi cuộc đời của Kiều và cũng thay đổi luôn cả cái điều kiện sống cho gia đình nhà mình là khi anh đưa Kiều lên thành phố Hồ Chí Minh học bóng đá. Lúc đấy anh nghĩ như thế nào mà anh lại đưa Kiều đi? Kiều vừa bơi lội vừa tập đá banh cái sân cát đây nè. Vâng. Rồi mấy cái chủ sân bóng đó thấy cũng Kiều nó cũng đá được. Ông kia là cũng năn nỉ tôi cho Kiều nó đi đó. Rồi năn nỉ rồi tôi biết sao bây giờ cũng cho đi luôn. Đưa Kiều nó lên xe có 120 ngàn. Tiền này lấy ở đâu ạ? Tiền mượn luôn em. Tiền xe thì 90 ngàn rồi. Rồi còn 30 ngàn thì Kiều nó cầm lên xe, không biết là có ăn uống rồi đi bển là không biết sao nữa. Nó cực khổ, vì về nhà tôi khóc luôn. Lúc mà em lên xe á, thì ba em đưa em lên. Thì lúc đó mình cũng thấy là giống như mình cảm thấy buồn rồi. Cũng giống như em vừa ngồi lên xe là cảm thấy là tủi thân rồi. Tại vì không có ai cả, chỉ có mình thôi. Từ Kiên Giang mà về Sài Gòn em không ngủ một giấc nào. Mình cảm thấy mình cũng lo á, mà trong người em giống như thế nào á, mà mình cảm thấy mình không ngủ được. Mình cũng thấy hơi sợ. Anh lúc đấy có sợ là có thể mất con mình không? Bởi vì Sài Gòn chắc không. Là anh chưa bao giờ lên Sài Gòn vào thời điểm đấy đúng không ạ? Bởi vì ai mà không sợ. Vì tới 2 năm lận mới biết, rồi không biết là con tin tức là không có cái tin tức gì hết trơn. 2 năm liền không có một tin tức gì? Không có một tin tức gì hết. Đó, bên ngoại Kiều á, mày á, mày đem con mày bán. Con mất tích không có nghe tin tức gì hết trơn. Tôi cũng chịu, cam lòng phải chịu. Hơi sợ là những người mà tiếp xúc với mình á, nhiều khi mình không biết là người ta thật với mình hay là người ta có ý đồ gì. Nhiều khi em sợ cái điều đó thôi. Cả bây giờ em cũng sợ. Mới vô tao đàn này thì em cảm thấy giống như một cái gì đó
giống như một cái tổ ấm của mình. Mình cảm thấy giống như mình không có sợ. Em bước vô là em thấy là đỡ lo một cái gì đó luôn, là không thể nào sợ luôn. Tới sang mà mình vô tập luyện thì hơi khó khăn một cái là em không biết chơi bóng, cũng không biết đặt lòng. Em cũng nhờ là thầy cô thật tình dạy lắm luôn á. Mất một năm thôi là em chơi là toàn nguyện, là cái gì cũng biết. Em cũng cảm ơn thầy cô ở đây và các chị nữa, nhiều khi cũng giúp đỡ em nhiều lắm. Giống như từng tập luyện, từng sinh hoạt, cả ăn uống, mọi thứ vậy. Nếu mà không có giúp đỡ thì chắc em cũng không như bây giờ, không hiện như bây giờ đâu. Và giống như cả nhà em cũng vậy. Giống như kiểu mình biết ơn vậy. Bây giờ thì chúng ta hãy khám phá xem những cái kỷ vật ở đây. Tôi tin chắc rằng là đây là một trong số những cầu thủ nữ mà có một cái bộ sưu tập huy chương mà nó là khủng khiếp, cực kỳ nhiều. Đầu tiên là hai huy chương rất là giá trị, đó là hai huy chương bơi. Và một trong số hai huy chương đó là đã được chinh phục từ năm mà bạn ấy mới 4 hoặc 5 tuổi thôi. Đây, rất là quý giá. Ở bên này là có hội thao của thành phố này, nói chung rất nhiều. Đây, nước ngoài có những cái huy chương mà có lẽ là chúng ta nhìn thấy nó cũng đã ngả màu rồi. Rất nhiều. Đây là SEA Games Myanmar 2013. Chúng ta nhìn thấy là rất là nhiều huy chương đây, vô địch quốc gia rất nhiều. Trương Thị Kiều bây giờ thì đã có đủ tất cả cái bộ sưu tập trừ quả bóng vàng nữ. Thì hiện nay là chưa có. Đây, chúng ta nhìn thấy đây, năm 2018 đây, Kiều đây. SEA Games năm 2017 tại Malaysia. Đó. Đây. SEA Games 29 này các bạn. Rất đẹp đúng không ạ? Rất đẹp. Tấm huy chương vàng. Đây, giải vô địch quốc gia. Nói chung là ở đây thì có lẽ là chúng ta nhìn thấy quá nhiều những cái chức vô địch Đông Nam Á này. Đấy, dành cho đội tuyển này. Đấy. Rất nhiều đúng không ạ? Ô, đây lại là một huy chương nữa. Bơi nữa đây các bạn ạ, không phải là hai mà là ba cơ. Đây, huy chương bơi nữa đây. Đấy, để ở đây thì ra chúng ta hơi khó nhìn. Và đương nhiên rồi, chúng ta sẽ phải nhìn thấy những cái bằng khen ở đây. Có lẽ đây là cái phần thưởng giá trị nhất. Đúng không ạ? Yeah, thủ tướng. Ngày xưa khi mà đi đắp đất hay là đi gặt lúa thuê cho người ta thì có bao giờ nghĩ rằng con gái của mình, người mà luôn luôn bị bố lôi đi, lại có một cái chữ ký của thủ tướng chính phủ khen tặng. Không có ngờ. Gia đình rất hân hạnh. Thưa quý vị các bạn, là nhiều khi ấy, con người ta rất là khó để miêu tả bằng lời. Nhưng mà nhìn nụ cười của anh Út lúc vừa rồi thì tôi biết là người cha cực kỳ hạnh phúc và tự hào. Đúng không ạ? Chắc chắn là không phải là ấp này mà ở tỉnh này cũng không phải là có nhiều người được như Trương Thị Kiều. Và đương nhiên rồi, ở đây chúng ta nhìn thấy có quá nhiều những cái giấy khen. Đấy, của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh này. Đấy, rất là nhiều. Ở đằng này thì có lẽ là chúng ta sẽ khám phá một chút ở bên này. Minh Hải muốn bắt đầu từ đây. Đây là quả bóng đồng. Cổ bóng đồng đây, chúng ta nhìn đấy, dành cho Trương Thị Kiều năm 2018. Ở đây thì chúng ta thấy có quả bóng bạc năm 2016 này, có cầu thủ nữ trẻ xuất sắc nhất này. Đấy, ở đây có Liên đoàn bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh tặng này, rất là nhiều những món quà, phần thưởng của báo Sài Gòn Giải Phóng. Ở đây thì xin phép là chúng ta nhìn thấy rất là nhiều những cái cảnh đẹp. Không hiểu thế này có nghĩa là gì đấy. Kiểu nó mua. Có vẻ như là cũng đang nghĩ đến một tình yêu đôi lứa đấy. Đúng không ạ? Kiểu nó mua lâu ấy. Và đây là cầu thủ nữ, đây là cầu thủ nam mà lại thấy cái làm như là kiểu đang cầu hôn. Rất là tuyệt vời. Đây, Ủy ban Nhân dân quận tặng đây. Chúng ta nhìn thấy ở đây còn có thêm một cái bức tranh được khắc trên gỗ. Rất là đẹp. Ở đâu đó có người đang mơ về nụ cười của bạn. À, nó rất phù hợp với cái này. Có thể là đang yêu rồi. Ở đâu đó có người cảm thấy sự có mặt của bạn là đáng giá. Vì vậy, khi bạn đang cô đơn, buồn rầu và ủ rũ, hãy nhớ có ai đó ở đâu đó cũng đang nghĩ về bạn. Love you. Rất hay. Hóa ra là một trung vệ thép ở trên sân và cũng ngôn tình hết. Đúng không ạ? Ở đây tôi còn nhìn thấy thêm một cái nữa. Cái này rất là phụ nữ, rất là con gái luôn. Và nó rất là ăn nhập với... Ở trái đây là một cái trái tim.
phụ nữ bao giờ cũng thế. Các cô gái nhiều khi ở trong phòng hay gấp những ngôi sao như này. Rất tuyệt vời. Ở bên này nữa là chúng ta nhìn thấy có một cái bức tranh. Bức tranh này là chắc là fan tặng đúng không anh? Phải nói là mặc chiếc áo Việt Nam tương đối giống chiếc áo của tôi. Và cài thêm một bông hoa ở trên tóc, rất là đẹp. Bây giờ chúng ta vào để xem cái thế giới của những cái bằng khen của Trịnh Thị Kiều. Mời anh. Ui ôi, quá trời luôn, quá nhiều luôn này này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quá nhiều. Rất nhiều các bạn ạ. Đợt vừa rồi thì có một chút bị dịch ấy. Thì Kiều có về nhà tâm sự gì với cha không ạ? Cái dịch đó thì Kiều nó ở nhà hơi lâu. Rồi tâm sự gia đình được nhiều. Còn còn nó đi lên thành phố nó ít về nhà. Có tâm sự gì về chấn thương không? Có, nhưng mà nó nhưng mà lúc đó là cha cũng làm xúc động, bây giờ thấy con chấn thương rồi không biết làm như thế nào nữa. Trận chung kết SEA Games anh xem anh có khóc không? Khóc luôn. Khóc. Đó là có hai người, anh cũng khóc hai người luôn. Khóc luôn. Thưa quý vị, là trong những chương trình thăm nhà cầu thủ thì Minh Hải luôn luôn mong muốn kể cho các bạn nghe những câu chuyện không chỉ liên quan đến bóng đá mà nó còn liên quan đến cuộc sống, để chúng ta hiểu thêm về những cầu thủ mà chúng ta yêu mến. Ví dụ như là Trương Thị Kiều, không chỉ là một kỷ lục gia, không chỉ là một nhà sưu tầm những danh hiệu, mà điều quan trọng hơn với gia đình nhỏ này đó là sự thay đổi cuộc sống. Anh Út đã từng kể một cái căn nhà lá rột nát, không có cửa. Nhưng ngày hôm nay căn nhà rất khang trang, rất thoáng mát. Anh có thể nói gì về căn nhà này và căn nhà này được làm như thế nào ạ? Mà nói chung thì làm cái nhà này nhờ Kiều. Nói chung đây rồi tôi cũng không có tiền bạc gì đâu, nhưng mà nhờ con bây giờ dành dụm rồi mới cất cái nhà như thế này được. Đó. Em không nghĩ cho em. Em nghĩ cho gia đình trước, nghĩ cho ba mẹ trước đã. Còn nếu mình, em nghĩ là trên này cũng mình cũng không cần thiết là mình phải mua gì phí phạm. Ba mẹ thì không có tiền thì mình cứ gửi. Mà lúc lên em cũng chưa có tiền lương nữa. Em chỉ tập thôi. Lúc mà khoảng 5 tháng là em mới được 300 ngàn là em gửi về nhà. Thật ra không có cái gì mà để em quyết tâm hơn cái kiểu mà gia đình mình á. Nếu mà mình không cố gắng, mình cứ tàn tàn á thì gia đình mình cũng vậy. Cả bản thân mình cũng không thể nào mà mình bước lên được. Nên em cảm thấy giống như càng ngày thì giống như hôm nay là em sẽ cố gắng như vậy. Còn qua ngày hôm sau em sẽ cố gắng hơn, qua hôm sau em cố gắng hơn nữa. Là từng mức. Lúc 2011 là em kiếm tiền, là em đi lên đội tuyển, là em dành dùm cũng khá là được. Tới năm 2014 thì em mới được xây nhà. Là lúc đó kiểu mình đi xem đó là phải đủ tuổi thì mình mới cắt được. Thì 2014 là em cắt cho ba mẹ. Tổng là mất bao nhiêu tiền mà em đã phải kiếm khoản đấy trong bao nhiêu lâu? Dạ, 400 ạ. Em kiếm chắc cũng khá lâu. Em dư hơn mọi người là như vậy. Tại vì mọi người cũng có đi ăn, uống cà phê hay là sắm sửa cho bản thân. Nhưng mà đối với em thì em không có. Mình cầm số tiền đó, cầm số tiền lớn nữa, mà đưa cho ba mẹ mà làm căn nhà, giống là nó ấm cúng hơn. Nếu giả sử mà xây ngôi nhà nó lại mất thêm khoảng tầm 200 triệu nữa, thì em sẽ chuẩn bị kế hoạch như nào cho cái việc trả cái phần phụ trội? Kế hoạch là chắc phải nhịn đói nữa. Là phải định nhịn đói dài. Tại vì thật ra kiếm tiền, nếu mà kiếm tiền thêm thì em không có. Em chỉ có kiếm tiền giống như mình chơi bóng đá thôi. Thì giống như mình có nhiêu, mình đưa nhiêu. Thì giống như bây giờ thiếu thì chắc em phải từ từ. Chứ tìm ra nhanh là chắc em không có rồi.
ba mẹ em cảm thấy ba mẹ vui là em thấy vui, em không cần phải nói gì nhiều. Mình được con như vậy, người ta cũng có con nhưng mà không có được như Kiều. Bây giờ ta nể tôi cho đó. Không như là hồi lúc còn nghèo khổ, bây giờ cảm ơn dữ lắm. Em nghĩ không phải là những người ở ấp mình đâu, mà cả Việt Nam cũng thế. Không phải ai cũng sinh được ra những người như Kiều. Thực sự là chỉ có mình anh thôi, chứ không phải là ai. Cả đội tuyển quốc gia có mỗi mình Trương Thị Kiều thôi mà. Cha rất là muốn, kiểu là mình muốn là đi ra, giống như mình đá nước ngoài thì cha em đi ra nước ngoài cổ vũ. Nhiều khi em cũng muốn lắm, mà cha em cũng muốn. Em đá lâu rồi, cha em cũng đâu có đi xem lần nào đâu. Nhưng mà thật ra em cũng chắc em khó. Giống như em đi nước ngoài là giống như cái liên đoàn là làm hết thì em chỉ đi thôi. Còn như bây giờ ba mẹ em đi nữa thì giống như làm visa hay là thế nào á thì hơi khó. Cũng mong muốn nếu mà con đi đá nước ngoài thì cha cũng mong muốn để mà đi nước ngoài với con một lần cho biết. Nhưng mà không biết là năm nào hay là để nào đi đá. Bây giờ để nói được một câu với Kiều, anh sẽ nói gì với con gái mình? Bây giờ tôi mong muốn là thứ nhất á thì phải nói nhắc nhở con thôi. Bây giờ phải con phải tôn trọng là thầy cô giáo, siêng năng, rồi tập luyện. Rồi sau này á thì nếu mà có cái trận bóng đá ở đâu á thì mình thi đấu cố gắng lên để mà đạt thành giải. Và không nhắc con về chuyện lấy chồng. Không, chưa đâu. Tôi đá mà SEA Games nước Việt Nam mình rồi muốn lấy chồng thì chưa muộn rồi con. Này, thưa quý vị các bạn, là chúng ta đã có những câu chuyện rất là thú vị với anh Út và cũng nghe những cái tâm sự của Trương Thị Kiều. Thực sự là tôi cảm thấy rất là ngưỡng mộ Trương Thị Kiều, bởi vì là một cô gái phải nói là rất nghị lực, rất tài năng và trên tất cả đấy là chữ hiếu. Bằng tài năng của mình thì Trương Thị Kiều đã chinh phục những thành công cho bóng đá Việt Nam, cho đội Thành phố Hồ Chí Minh và cho bản thân mình. Và cũng nhờ cái thành quả lao động của bạn đấy mang lại cho gia đình một cuộc sống thực sự tốt đẹp hơn rất nhiều. Và tôi mong rằng cái câu chuyện này nó sẽ lan tỏa và nó mang lại cái động lực cho tất cả những người con sống tốt hơn về nghề nghiệp, sống tốt hơn cho chính gia đình của mình. Và chắc chắn là Thăm Nhà Cầu Thủ sẽ còn trở lại với rất nhiều những nhân vật hay như Trương Thị Kiều. Không đi mổ nước ngoài, nếu mà mổ ở đây thì em có thể là em tập coi bản thân mình được tới đâu. Chứ không đi mổ ở Việt Nam. Vlog Minh Hải cũng xin được cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian và tình cảm cho Vlog Minh Hải. Và để nhận được thêm những câu chuyện mới, những câu chuyện hay, những video clip cập nhật thì các bạn có thể bấm vào đăng ký, bấm vào sub và nhớ ấn vào chuông và chọn tất cả để YouTube sẽ báo cho các bạn mỗi khi Vlog Minh Hải có video mới. Mọi câu hỏi, mọi đề xuất về mặt nội dung các bạn có thể inbox vào Facebook cá nhân của Minh Hải có tên là Minh Hải. Các bạn có thể search ở trên Facebook chữ Vlog Minh Hải hoặc chữ Nhà báo Minh Hải hoặc chữ Minh Hải thì đều ra cả. Và hiện nay thì mình đang để avatar là hình ảnh mình và Lương Xuân Trường. Và cũng xin được cảm ơn tất cả các bạn đã luôn luôn ủng hộ cho Minh Hải Sport. Hiện nay thì Minh Hải Sport đang giảm giá từ 10 đến 42% cho các sản phẩm đang cung cấp bởi Minh Hải Sport. Và chúng tôi chỉ bán hàng chính hãng. Một sản phẩm không chính hãng sẽ được đền bù 1.000 lần. Và chúng tôi ship toàn quốc, các bạn có thể liên hệ bằng cách là inbox vào fanpage Minh Hải Sport mà mình để ở phần mô tả cũng như là ở phần comment. Hoặc các bạn có thể gọi điện đến đường dây nóng 0856102030. Xin được cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian cho chương trình và luôn luôn ủng hộ cho Minh Hải Sport và Vlog Minh Hải.